Xin chào các bạn, du học Mỹ là ước mơ của rất nhiều các bạn trẻ. Tuy nhiên, việc thực hiện được ước mơ này cũng không hề đơn giản, và đặc biệt là việc giành được những suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Tân Đại Dương xin chia sẻ một vài bí quyết giúp bạn săn học bổng du học Mỹ nhé. Khi săn học bổng du học Mỹ thì bạn cần phải có những thành tích quan trọng sau đây. Thứ nhất là GPA, gọi là điểm trung bình học tập tại trường trung học phổ thông hoặc đại học đạt ở mức xuất sắc. Các bạn phải có điểm TOEFL hoặc là IELTS tương đương là IELTS lớn hơn hoặc là bằng 7.0 hoặc TOEFL lớn hơn hoặc bằng 90. Các bạn phải vượt điểm chuẩn là SAT, điểm TRI hoặc điểm MAS của các trường đề ra. Các bạn còn phải có cái thành tích trong hoạt động ngoại khóa khác và đầu tư thời gian và công sức để viết một bản essay thật là tốt. Bạn có thể tham khảo danh sách các trường tốt trên các bảng xếp hạng như là US News, Princeton Review. Học bổng thường là một khoản tiền cố định và chỉ dựa trên điểm trung bình trong lớp, điểm TOEFL hoặc là SAT. Chính vì vậy mà học sinh cũng nên chú ý tới khả năng tài chính của gia đình mình trước khi quyết định chọn trường. Hệ thống trường đại học Mỹ bao gồm rất nhiều loại trường khác nhau, tương ứng mỗi loại trường sẽ yêu cầu một mức điểm TOEFL khác nhau. Nếu mục tiêu của bạn là vào các trường đại học công lập loại trung ở Mỹ, bạn cần chuẩn bị tinh thần cho TOEFL ở mức khoảng từ 70 đến 80. Nếu mục tiêu của bạn là vào các trường đại học tư thục nổi tiếng trong top 50, mức TOEFL yêu cầu là từ 90 điểm trở lên. Mức điểm tối đa cho TOEFL là 120 điểm đó. Và để nhận được hỗ trợ về tài chính cao từ các trường đại học ở Mỹ thì ngoài điểm thi TOEFL thì học sinh còn cần phải có điểm SAT cao nữa, thành tích học tập phổ thông xuất sắc và học tập ngoại khóa nổi bật. Vì vậy, một khi đã xác định chọn Mỹ là môi trường du học, bạn nên dành thời gian chuẩn bị từ sớm cho các điểm như là SAT, điểm TOEFL hoặc là IELTS v.v. Bên cạnh đó, bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng để mang lại kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Điều này giúp bạn có một bài luận chinh phục được cộng đồng tuyển sinh đại học tại Mỹ. Với bài luận essay luôn là một trong những cái thử thách khó khăn của hầu hết các du học sinh, bởi lẽ người thợ săn học bổng giỏi không phải là người có phương tiện tân tiến mà là người có kỹ năng đi săn giỏi và biết cách săn đúng mục tiêu. Về cách thức săn học bổng du học Mỹ như thế nào thì các bạn nên chủ động tìm kiếm thông tin. Bạn là người đi tìm học bổng thì do đó bạn phải hết sức chủ động trong việc tìm kiếm và tự giải đáp các câu hỏi trong khi săn học bổng. Thông thường các quốc gia và các trường đại học luôn muốn quảng bá hình ảnh giáo dục của trường, và trường mình nên học sẽ xây dựng các trang web về giáo dục trước đó về trường đó. Ở đó bạn có thể là tìm được rất nhiều thông tin như các ngành học, xếp hạng các trường, các kỳ thi và các chứng chỉ cần có, những yêu cầu tối thiểu. Và nếu bạn cũng chưa biết bắt đầu từ đâu nữa thì tốt nhất bạn nên đi đến đại sứ quán nước bạn dự định đi học để tìm hiểu thông tin. Bạn hãy yên tâm rằng là thông tin ở đó rất nhiều và hoàn toàn miễn phí, lại còn được chỉ dẫn tận tình nữa. Ngoài ra, các cái cuộc triển lãm du học cũng là một kênh thông tin rất bổ ích. Ở đó bạn có thể có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các đại diện trường định nộp đơn, hiểu biết về nền giáo dục ở một nước nào đó và được thể hiện và thực hành ngoại ngữ của chính bản thân mình. Thứ hai là tự đánh giá khả năng của bạn. Bạn phải tự xác định khả năng của mình thông qua tiêu chí của các tổ chức cấp học bổng để tìm được học bổng phù hợp. Nếu không, có thể bạn sẽ nộp hồ sơ vào những học bổng có yêu cầu cao hơn khả năng của bạn, dẫn đến giảm cơ hội nhận được học bổng. Còn nếu như bạn nộp hồ sơ xin học bổng vào những nơi mà yêu cầu thấp hơn so với khả năng của bạn thì có thể nó sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Do đó, tự đánh giá khả năng của bạn sẽ là rất quan trọng. Về việc chuẩn bị và nộp hồ sơ như thế nào thì đây là bước rất quan trọng. Nó khẳng định thành quả công việc của bạn. Nếu bạn tìm hiểu học bổng mà không làm hồ sơ thì coi như thành quả lao động của bạn chưa có. Thời gian chuẩn bị hồ sơ thông thường là 2 năm, tính từ ngày chuẩn bị đến ngày lên đường đi học. Năm đầu tiên thì bạn chuẩn bị về ngôn ngữ, thi một số chứng chỉ cần thiết như là TOEFL, điểm TRI hoặc là điểm SAT hay IELTS v.v. Về chuyên môn thì đọc tài liệu thì có thể là ý tưởng viết về bài essay tốt. Về năm thứ hai thì bạn chính thức làm hồ sơ, và sau khi có kết quả chính thức thì bạn sẽ làm các thủ tục tiếp theo. Và đó là một vài thông tin hữu ích cho những bạn nào muốn săn học bổng và chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Và để biết thêm những thông tin cụ thể hơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website là tandaiduong.edu.vn. Và các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Vâng, rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Lương Ngọc Quý. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết làm cách nào mà bạn có thể vượt qua được rào cản để nhận được visa các bạn nhé. Chị xin chào Quý. Chào chị. Em có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Lương Ngọc Quý, năm nay em 20 tuổi.
Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành và quê em ở Kiên Giang. Nếu mà chị không biết lý do vì sao em lại quyết định chọn Mỹ làm cái điểm đến của mình em ha? Bởi vì em muốn có những kiến thức mới hơn, nhiều kinh nghiệm và cải thiện vốn tiếng Anh của mình để có thể phát triển nghề nghiệp của em vào trong tương lai. Chị không biết nói vậy thì qua Mỹ em có tiếp tục theo đuổi cái con đường học dược của mình không? Dạ có, em sẽ học dược tiếp tục. Em sẽ sinh sống tại Texas bởi vì ở Texas có khí hậu khá là giống Việt Nam, nó sẽ tốt sức khỏe của em hơn. Và em thêm tìm hiểu thì tỷ lệ tội phạm ở Texas rất là thấp và hầu như không có động đất. Em chọn trường University of Texas Dallas bởi vì đó là trường tốt nhất tại Texas và nó cũng nằm trong top 100 trường tốt nhất tại Mỹ. Và trường có hơn 23.000 học sinh và thu hút rất nhiều du học sinh mỗi năm. Dược là một chương trình tốt trong hơn 130 chương trình đang được trải dài tại trường. Nếu vậy thì em có thể cho các bạn biết là cái lộ trình em học ở bên Mỹ thì như thế nào được không? Đầu tiên em sẽ học Anh văn khoảng 1 năm, sau đó thì em sẽ học vào chuyên ngành dược cho khoảng 5 năm. Thì sau đó thì sau khi kết thúc khóa học thì em sẽ trở về Việt Nam và việc em muốn mở một hệ thống nhà thuốc cho riêng mình. Rồi, chị cũng hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ em có thể trở về thực hiện được ước mơ của mình ha. Dạ, rồi thì tiếp tục cho chị hỏi là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ tân đại dương em thấy như thế nào? Dạ, em tìm hiểu trên mạng và có bạn giới thiệu cho em thì em thấy được rất nhiều công ty nhưng mà cái công ty dương thì rất là nổi bật. Nguyên trọng trọng tân đại dương. Làm sơ tân đại dương thì em rất là thoải mái và tự tin khi mình đi phỏng vấn, các anh chị đã chuẩn bị cho em kiến thức và hồ sơ rất là kỹ để em đi. Chị Kim làm hồ sơ cho em, chị Kim đã giúp cho em soạn hồ sơ và các giấy tờ để em đi phỏng vấn, từ giấy tờ học bạ, giấy tờ sổ tiết kiệm hoặc là những giấy tờ cần thiết để em đi phỏng vấn. Còn hồi đó cho em, dạy em từ những kiến thức cơ bản, những câu hỏi từ tiếng Việt đến tiếng Anh để em có thể tự tin vào lúc vào phỏng vấn. Nếu mà sau này bạn bè em muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương của mình cho bạn bè của em. Chị không biết là cái cảm giác của em mà khi nhận được cái visa trong tay thì em thấy như thế nào? Thấy rất là vui và giờ tới giờ vẫn còn run. Và em chỉ có lời khuyên là các bạn hãy cố gắng và tự tin thì chắc chắn sẽ đậu. Còn về ví dụ như vấn đề mà trang phục hay là trước khi ngày đi phỏng vấn thì cái tâm lý của mình làm như thế nào để vượt qua được em ha? Dạ. Thì trước ngày đi phỏng vấn thì em không có học nhiều vào những câu hỏi mà em chỉ tập trung thư giãn thôi, nhưng không có tập trung vào, nếu mà cứ tập trung vào nó thì sẽ căng thẳng hơn, nên là cứ thư giãn cho thoải mái thì buổi sáng đi thi sẽ có cảm giác tự tin hơn, không căng thẳng nữa. Trang phục thì các bạn cứ ăn mặc một cách lịch sự, quần dài, áo sơ mi hoặc áo thun cũng được, thì tạo cho mình cảm giác thoải mái và tự tin khi đi thi là được. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời khuyên mà em dành cho tất cả các bạn. Chị cũng hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ có thể trở về để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.